nguyện chí thành cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mãi tăng hoa trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vô dư. Liên hoa nở khắp biển từ, trần xa vô nhiễm đoan. Bồ đề ni Bụt thăng cung sư mê na nê na Bồ đề na mê tê na cha hôn phú bốc thông. Bụt phạn ni la gia thi gia thầy đăng mê đa vô ta thầy gia tỳ na sa pa văn bồ đề ni thâm măng cung sư mê na nê na Bụt nhê na mê tê na cha hôn phú bốc thông. Bụt phạn ni la gia thi gia thầy đăng mê đa vô ca tha gia tỳ vi na sa pa văn bồ đề ni sâu sanh cứu xứ mê na nê na quỳnh nhê na mê tê na cha hồn tu mốc sông vô phận ni là gia tỳ gia thầy đăng mê đa vô ca tha gia tỳ vi na sa pa văn dân hoa kính dường Phật bậc thương xót muôn lời, dân hoa kính dường pháp đạo nhiệm màu cứu khổ, dân hoa kính dường tăng chuồn phước không gì bằng, hoa tươi đẹp sẽ tàn thân giả hộp sẽ tan, nguyện tu mau chứng đạt quả chân thường giải thoát. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Phật Ca, Nam mô Phật Trung Tâm Thế Phật Bảo, Nam mô Phật Trung Tâm Thế Pháp Bảo, Nam mô Phật Trung Tâm Thế Tăng Bảo. Sắc về ca mê cha hữu bê di lưu si kha ra pha tê dạm tăng lịch khê vi ma nê vì xe ra thề cha già mê ta ru qua na ga ha nề ghê ha qua thùm đi khuyết về un ma cha dâm tu đề hoa cha la ha la quy sa mê dắt kha ngàn thập ba na ga tích thẳng ta xăm tí kê dân mu ni qua ra qua cha na sa tha vô mê su nam tu Amma sa wa na ka lo a yam pha đạn ta Amma sa wa na ka lo a yam pha đạn ta Amma sa wa na ka lo a yam pha đạn ta Đạo tràng thanh tịnh bồ đề mười phương thiên chúng hồi về nghe kinh pháp màu diệt tận vô minh pháp màu cứu khổ sinh linh ngoan lòi từ dục giới vân đài sao cõi đến thiên cung sắc giới hữu hình duyên xưa đã tạo nghiệp lành kết thành phúc quả thiên sanh đến giờ lưu khắp chốn bên bờ đồng ruộng hoặc hư không châu quận thị phường nón xanh rừng rậm đất bằng hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa sinh đồng thỉnh gia so chư chúng càng hát mà long chúng nơi nơi điêu đền hành quốc lâu đời sông hồ quán đảo biển khơi trùng trùng pháp vi diệu hình thân nan ngộ phước nhân thiên muôn tội khó cầu ngày tàn tháng lụng qua mau đắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh đây là giờ chuyển kinh vô thường đây là giờ đọc tụng pháp âm
đời vàng ly nghĩa cao thâm mà sinh chư hiền giả lăng tâm thọ trì. Nam mô tất sa phật giáo hóa tổ và ra hà tổ sanh ma sanh phu thành sa nam mô tả sa phật tổ Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn bậc chánh biên tri. Đang cung dường con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành đánh giữ nơi vườn xanh Bụt thăng xá năng gặp cha mi thẩm măng xá năng gặp cha mi tăng khăn xá năng gặp cha mi bút ti dặm ti bút thăng xá năng gặp cha mi bút ti dặm ti thẩm măng sa ra năng gạch cha mi du ti dặm bi sằng khăng sa ra năng gạch cha mi ta ti dặm bi vô thẳng sa ra năng gạch cha mi ta ti dặm bi thẩm măng sa ra năng gạch cha mi ta ti dặm bi sằng khăng sa ra năng gạch cha mi đệ tử vi phật đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn đệ tử vi pháp đạo chuyển mê khai ngộ duyên khổ đắc lạc đệ tử vi tăng bậc hoằng trì chánh pháp vô thượng phước điền lần thứ hai đệ tử vi phật pháp tặng tam bảo lần thứ ba đệ tử vi phật pháp tặng tam bảo do sanh ít sinh no quá đa po thi mụ lê ma răng xa xệ năng ma tinh quý dây vô tâm bồ thì ma gạt chi nan ta nhà nô lô khu ta mô tăng phá na ma mi bút thẳng về cha bút tha thì ta cha về cha bút tha na ga ta bất chấp bản na cha về bút tha vạn na mi sắp ba đà coi bồ đề trang nghiêm thiền tịnh thắng thiên ma vàng xương trùng trùng con xin lại đấng đại hùng rồi vô biên trí tận cùng thế gian từ quá khứ vô vàng phật hiện ở tương lai vô lượng phật thành thiên tiền chữ Phật độ sanh à, con xin kính lễ tâm minh cầu Di tu di so pha ga wa ra hăng sam ma sam phu tho Di cha cha na na sam ban no su ra to lo ca huy đô Anuttaro hu di sa lam ma sa ra thi sa tha đề qua ma nốt xa năng bút thô pha ga hoa khi hồng danh phật nhiệm màu ưng cung chánh biên tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiền thể cao dày và bậc thế gian giải chỉ bài ly chân vô thượng sĩ pháp âm tình diệu bậc trưởng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành phật đà còn nhé thế tôn trong đời na ti mê sa ra năng hạnh nhân bước thô mê sa ra năng quá răng đề đề na sách cha mát vị na hô tu mê cha ra măng ra năng ô ta măng ghê na phạm đề hăng ta ra măng xuân văn ta măng bố thê vô khá li tô đô so Bụt thô tha ma tu tăng na năng Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy Phật bảo từ ân nguyện lời chân thật các thành thân duyên
Gieo năm phước tròn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh à, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dũng. Ác thần di ca ri ya ma tho cha na năng mọc khắp bao quê xa giáo u chô. Cha mắc go thầm mô a văn sẵn ti ca rô pa ni tô ni. Ya ni cô tăng pa na ma mi thầm măng. Ye cha thầm ma ti ta cha ye cha thầm ma a na ga ta. Bất chấp bản na cha ye thầm ma a hằng vạn đa mi ta pa đa. Ma thâm đạo con đường chánh giác đưa chúng sanh vượt thoát gầm lưng chân truyền diệu pháp thánh nhân. Con xin tình ý niệm thân thực hành từ quả hư vô vàng diệu pháp ở tương lai vô lượng pháp màu hiện tiền Phật pháp thâm sâu truyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Đo ca tô phá ra quá ta thầm mô thẳng đi tí cô a ca li cô e hi ba si cô pa na di cô bát chát tăng huệ di tắp bô kinh nhu hi tí pháp vị diệu cha lành khéo dài lìa dẫn ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ phát nhiên liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hương tường tâm thoát ngõ vọng trần tri nhân tự ngộ giả chân nhiều tường tịnh lạc pháp ân màu na ti mê sa na năng hạnh nhân thẩm mô mê sa na năng quá răng ê tê na sát cha hoa chê na hô tu mê cha gá măng gá lăng ô ta măng ghê na phạm đệ hăng thẩm mâm cha nuôi thăng quá răng thẩm mê vô khá li tô đô sô thẩm mô ca ma tu tăng ma măng. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng ngang lành quy pháp bảo chân chân nguyện lời chân thật tác thành thân nhiều năm vóc tròn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh là ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dũng thằng cô ý xuất thô quá đã nắp khi này vô xâm tin được ví vô sắp ba na la ba hi lo vu nê hi nê kê hi sa mít thi ba cô a na sa vô tăng pa na ma mi sang căng về cha sang ca ti ta cha về cha sang ca a na ga ta bất chúc bạn na cha về sang ca a hằng vạn đà mi sắp ba đà hòa hợp chúng tăng và thanh tịnh đức vô song tử thanh xà môn thừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tục bốn phương cổ hoàng từ quá khứ vô vàng tăng chúng ở tương tiền hiện tiền tăng bảo phước điền con xin kính lễ gieo duyên niết bàn su ba ti phan đô phá ra quá cô phá quá cá sân cô ô chu ba ti phan đô phá ra quá cô phá quá cá sân cô sa mi nha su ba ti phan đô phá ra quá cô phá quá cá sân cô ô chu ba ti phan đô phá ra quá cô phá quá cá sân cô nhà gia ma ti phần nô phá ra quá cô xa quá cánh thân cô xa mi chi ba ti phần nô phá ra quá cô xa quá cánh thân cô gia đi đăng cha ta ri phu ni sa yết ga ni
Atthapudisaputala Esavalavato Sāvakasangho Ahuniyo Pahuniyo Dapunineyo Anjarikaraniyo Anuttarang Punyathittang Lokasati Bậc diệu hành thinh văn thức tử Bậc trực hạnh pháp nữ thiền gia Bậc Như Lý hành tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn, hành đạo quả môn đời tam chúng đệ tử Phật ưng cung tôn nghiêm, cung kính kính lễ một niềm thanh chúng vô thường của biển thế gian. Na ti mê sa na năng ảnh nhân sanh vô mê sa na năng quả răng Ê tê na sắc cha quát chê na hồ tu mê cha ngã măng cha năng Ô ta măng ghê na văn đề hăng sẵn cảnh cha đuôi thọ ta măng Sẵn phê nhô khá li tô đô sô sẵn khô Nga mà tu tăng mà măng Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y tam bảo tịnh thanh lời chân thật tác thành thân duyên gieo năm phước tròn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ vốn vạn đa mi chê tu dân sắp băng sắp bát tha nê su ba tiết thi tăng Sa ri vi ta tha tu ma ha bồ tuyên vua tha tu băng Sa đà lăng sa đà Ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lợi chuyên thân Phật đà bồ đề khắp cõi ta mà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng nhất tâm đảnh lễ đức như lai bậc ứng cung chánh biên tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thường ngữ thiện nhân sư phật thế tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do phật hiện thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tri giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm cái phẩm kính lễ là phước điền vô cùng trong đời Vì chúng dân đã lấy bán thân mạo xong nhưng mà con tính thần những sự bọn cao tiền không đưa về ngũ giới không tính hoạt động Nam mô Tát Sa Pha Ga Wa Tổ A Ra Hà Tô Tâm Ma Sam Phuộc A Sa Nam Mô Tát Sa Pha Ga Wa Tổ A Ra Hà Tô Tâm Ma Sam Phuộc A Sa Nam Mô Tát Sa Pha Ga Wa Tổ Arahato Samma Sambuddhassa Ukkhasa mai hằng phần tê vi sung Rakkhana thayati sarana Saha pancha sila niya cha ma Bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hình theo cho được sự lợi ích đủ ti dầm ti mai hăng phần tê quy sung rất tha na tha ya ti sa ra nê na sa ha phần cha si la ni ya cha ma bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì ta ti dâm phi mai hằng phần tê quy sung ra kha na tha gia tu sa ra này na ma phần cha si la ni
Dạ cha má bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để phân giữ hạnh theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh trao truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con, và con kính dâng mất đến sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhahang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangha saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam bi Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam bi Sangha saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam bi Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam bi Sangha saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangha saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tôi đi dặm đi thẳm măng sao nó năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tôi đi dặm đi phong khăn sao nó năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta đi dặm đi vô thẳng sao nó năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta chỉ dặm đi thẳm măng sa răng đạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta chỉ dặm đi sang khăn sa răng đạt cha mi.
con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kahanam paripunnang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê và sinh dân. Bà na ti ma ta vệ ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là quy thanh xa sự xa xanh. Adina dana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là khuy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchaha chara veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là khuy tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là khuy tránh xa sự nói dối. Sura merayama chapamadathana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là khuy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami, con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana về ramani sikha ba đăng samadhiyami, con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara về ramani sikha ba đăng samadhiyami, con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà nhầm. Đu sa qua đa rê quê ra ma ni sikha ba đăng sa ma ni ya mi, con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra nê ra ya pa cha pa ma ya tha na quê ra ma ni sikha ba đăng sa ma ni ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ, thưa Thượng Tọa Minh Hạnh, dạ sư đã lúc mất rồi, chúng con không còn nghe tiếng của sư.
Alo, chúng ta đang đang đến cái gì nhỉ, quý vị? Alo. Dạ alo, đến đến chương trình gì vậy? Alo. Đến chương trình gì vậy? Đang truyền giới hay cái gì vậy, quý vị? Dạ, truyền giới rồi, bây giờ sư đang giảng về lợi ích của giới. Sư truyền giới xong rồi, bây giờ giảng về quả báo của việc truyền giới và kính dân mới đến sư. Sile nó xuất cái tình danh tiết, Sile nó phô cái xâm bá đà, Sile nó biến bút tình danh tiết tất mà xì lăng vị sổ tạ dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ sự giữ giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ sự giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ sự giữ giới. Bởi các cơ ấy chư thường chúng phải thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Phật tính đã trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, chúng con xin đọc bản hồi hướng đến chư thiên. Akasa tha chất mặt tha đê quả na ra Mô hiệp tí ca phun nhau mô nô á nô vô đăng tu Giúp răng gió tham tu xa xa năng Rác tham tu nô ra ru, rác tham tu nhà ta vô, rác tham tu pa ni nô, rác tham tu nô sa đà. Và kính mời Sức Rạng Đông, Vĩnh Pháp Sư. Đang Sức Rạng Đông đưa tay Vĩnh Pháp Sư đi. Sa thú vị cảm nhân, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp. Con kính đảnh sư Pháp Tính, cô tu nữ Quý Rí Giá Ratana. Con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài kinh thỉnh Pháp Sư. Kính cảm ơn chị cảm nhân cho biết tín hiệu nghe rõ. Brahma cha lo ka di pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha sang ti tha sa tap pa ra chak ha cha ti ka de se tu tham mang anu kam pi mang pa chang sa tham ma phê rin quy na yan cha ka yang su tăng cha bàn thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dặn tô cha tu sắc cha đằng đằng bắp bồ tha này về ba ri sa gia mày chê e hoàng sa hầm pa ti brahm ma pha ga hoàn tăng a gia cha tha tuần hi pha huệ na tăng bu thô ca rôn nhê na thi hòa sa gia tăng hà vu tha gia bà đề na mi ga đa dạng tu gà tu bành cha quắc gia đa dù này về a măng pa về si thầm ma tu ta tu hi sam bu thô Anu na tham ma đề sa năng ma kha wa sa ni đề se si sa ta năng atha si tha căng tê na sa thu ai yo phan tê đề se tu tham ma đề sa năng sa ba di tha pa ri sa ya anu cầm bầm pi ca ta huệ
Thuở Phật mới đạt thành quả gì có sa hàm ba ti phạm thiên, cả trong thế giới các miền thanh cao quán chúng cần chuyên đạo màu. Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ, bạch xin Ngài tế thế độ nhân, chúng sanh trong khắp cõi trần, tối mê điên đảo không phân tội tình. Cầu Phật tổ cao minh ái trúc, hiện quái linh tỉnh thức giác diệu, quần khai đạo pháp cao siêu, tu hành theo đẳng kết nhiều thiện duyên, thế tôn được mãn viên đạo quy, con hết lòng hoan hỷ tán dương, nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, không đành bỏ mặt lạc đường làm thinh. Chúng sanh vốn đa tình lắm bậc, không thông đâu chân tà, vô thường khổ não chấp ta, ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài. Xin mở lượng cao dày răng dạy, chuyện pháp luân diễn giải diệu ngôn, chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát dòng khổ não dập dồn bấy lâu, giải thoát những nguồn sầu câu thúc, diệt tham lam ái dục bao dòng, tối tâm sẽ được sáng trong, phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường, thông thấu lẽ vô thường vắng dội, ba tướng trong ba cõi mỏng manh, vô minh duyên của các hành, cõi căn giác dẫn chúng sanh luân hồi, biển trần khổ nổi trôi chìm đắm, bị ngũ ma dày năm chuyển đi, vậy nên cầu đấng từ bi, tạo thuyền bát nhà trái đi vớt người, đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh, bờ niết bàn chẳng dính trần ai, như đèn rọi suốt trong ngoài, chiếu tia sáng khắp các loài hân quang, pháp di trong khải hoàng rầm rộ, luật di như đài cổ quặng dương, kinh như dây buộc trên rường, luận như mặt trong dẹt đường vô minh, tư diệu đê đó hình dùi trống, giọng khua tan giấc mộng trần gian. Chúng sinh cả muôn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lố mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ qua lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lộc quyển ngày dời chơn sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như, được ném hương gì hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp dạng toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, đợi ít hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đường trí tri vẹn toàn. Dạ, em đã đọc bài Kinh Thỉnh Pháp Sư xong, em kính mời chị Cẩm Vân lên cầm mic nha. Dạ. Bây giờ sức lãnh đăng phát bài đi, cảnh dân thỉnh sư thích tính ông đoàn dàn sinh con kính thỉnh đại đức phát tính.
hướng dẫn cho chúng con được ôn bài pháp cú số 366 ngày hôm nay và kính dâng lễ đến sư. Sa thú lành thai. Nam mô Bụt Tà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính đảnh lễ đến đại đức Huy Điện. Kính chào Phật tử Cẩm Vân, Phật tử Lượng Đông, Phật tử Phan Quang Liên, Ánh Trăng Rằm. Kính chào Phật tử Hoa Nguyệt, xin ngồi nghe Nguyễn Mộng. Kính chào ông Lai Đò, chào Thiên Lâm, kính chào Thiện Thành, kính chào các Biên Hòa, kính chào học online, kính chào Lạc Lê, kính chào quý lý giá Vectanat, kính chào Nguyên Như, kính chào Phật tử Trần Đạo, kính chào Toàn Quý, kính chào IQN đó, kính chào Phật Vưỡng, Tâm Thành, Sati Amata, kính chào Thầm Quý Cá, kính chào toàn thể quý vị. Chúc quý vị có một ngày học pháp online được an vui. Giờ đây thì chúng tôi xin được tiên phong ôn lại bài kệ Pháp Cú Kinh số 366 mà ngày hôm qua chúng ta vừa học. Ập bà la khô vì chay thiết thú xa la khoan nha chi mạnh nha thi tầng quế đê qua và xâm san tí suốt ta chi huynh a tăng di tăng. À, bà la phô vì chê viết khú xá la phân na chi mạng nha thiên tầng quê đê hoa và sâm san tí suốt tha chi huynh a tăng di tăng. À, bà la phô vì chê viết khú xá la phân na chi mạng nha thiên tầng quê đê hoa và sâm san tí suốt tha chi huynh a tăng ni tăng. Tỷ kheo giàu được ích, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì tiếp theo xin mời quý vị là chúng ta đưa tay lên để ôn lại bài kệ Pháp Cú Kinh số 366 này. Và xa phủ bàn tay của Phật tử Trần Đạo, Phật tử Cẩm Vân, Phật tử Ngàn Đông, Phật tử Lạc Lê. Nhà nếu ai có mặt ở trên mặt thì đưa tay ông bài xà thú bàn tay của ông Lai Đò của Nguyên Như. Bây giờ thì thấy dẫn đầu là Phật tử Trần Đạo, do vậy xin trân trọng kính mời Phật tử Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huy Niệm cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với bà với cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Lạng Đông và chị Cẩm Vân cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kệ câu kinh Pháp Cú số 366. Appalabo piche pikhu sala brahma ma ti năng nha ti tầm quê đê qua bà xăm xăng tí suốt tha chi huynh suốt tha chi huynh a thăng đi tăng. Ập ba la bô bì chê bí khu xa la băm ma tì nhăn nha tì tầm quê đê qua bà xăm xăng tí suốt tha cha huy việt a thăng đi tăng. Tỳ kheo giàu được ích, không khi điều mình được, sống thanh tịnh, không nhát, chư thiên khen vị này. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appalabo pi che bhikkhu sa la pamma ti nhăn nha ti tằng quê đê hoa bà xăm xăng tí suốt tha chi huynh à tăng đi tăng. Giàu được chút vật thôi, hằng luôn biết đủ quý người trọng ân, tỳ kheo chánh mạng nuôi thân, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức.
Dạ con đã kể xong, xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân. Dạ nó mô sức ta, dạ nó mô thầm mạng hồng, dạ nó mô sinh pha, dạ con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ đầy Đức Phật, kính đầy Đức Duy Niệm cùng chư công đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu, trong chúng con xin đọc ôn bài con cấp cuốn số 366. Áp phá là bồ tí kê bích khú xá là bằng nhà tí mình nhà tí tăng quê đề hòa phá sẵn sàng tí xuất thà chi viên á tăng lý tăng tỉ kheo giàu được ích không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: giàu được chút ít vật thôi, hằng luôn biết đủ quý người trọng ân, tỳ kheo chánh mạng nuôi thân, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức và mời bằng tay của Sức Giảng Đông. Sa thú thì cảm nhận. À, con xin kính đọc câu pháp cú số 366. Áp pa la phù pi chê phích khú ta phan na ti man nhá ti tăng quê đề hòa ba sàng sàn ti su tha chi vinh an đi tăng tỷ kheo giàu được ít không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: Áp pa la phù pi chê phích khú xá la phằng na ti man nhá ti tăng quê đề hòa ba sàng sàn ti su ta chi vinh a tần đi tăng giàu được chút ít vật thôi hằng luôn biết đủ quý người trọng ân tỳ kheo chánh mạng nuôi thân chư thiên ái kính xa gần tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ, cảm ơn chị Trần Đông. Dạ, con Tấm Phương. Con kính lĩnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ha Giá. Kính cảm ơn chị Đàn Đông để cho biết âm thanh rõ. Con kính lĩnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô tu nữ, miến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 366. Áp pa la po che pi khu sa sa la phang na ti man nha ti tăng quê đề hòa pa sam sang ti sutha chi vin vin a tăng đi đi tăng tỳ kheo giàu được ít ít không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khang vị này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: giàu được chút ít vật thôi hằng luôn biết đủ quý người trọng ân tỳ kheo chánh mạng nuôi thân chư thiên ái kính xa gần tán dương. Dạ, đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ. Appalapo pi che bi khu sa la pang na ti man na ti tăng quê đê qua pa sam san ti đô tha vi chi vim a tăng đi tăng a pa la po pi che pi ku la pa sa la pa na ti man na ti
tăng quê đê qua và sang sang ti su cha chú tha chi huynh ngà tăng đi tăng tỳ kheo giàu được ít không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khang vị này. Và đó là bản dịch và Thượng Thích Minh Châu. Giàu được chút ít vật thôi hằng luôn biết đủ quý người trọng ân, tỳ kheo chánh mạng lưu thân chư thiên ái kính xa gần tán dương. Và con đã đọc và kệ ca phúc cú xong. Con xin nhường biết là cho chị Nhật Huynh ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Và con xin kính lễ chư tôn đức tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Nguyên Như xin trả bài câu pháp cú số 366 ạ. Ấp bá là phù bí chề phích khú xá là phần nà tí mạnh nhá tí tằng quề đề hòa bá sàn sành tí xuất thà trì quỳnh á tằng lý tằng ấp bá là phù bí chề phích khú xá là là phần nà tí mạnh nhá tí tằng quề đề hòa bá sằng sành tí xuất thà trì quỳnh á tằng đi tằng ấp bá là phù bí chề phích khú xá là phần nà tí mạnh nhá tí tằng quề đề hòa bá sằng sành tí xuất thà trì quỳnh á tằng đi tằng ấp ba la phô bi chê phích khu sa la phang na ti man nha ti tăng quê đê hoa ba san san ti su tha chi vinh a tăng đi tăng ấp ba la phô bi chê phích khu sa la phang na ti man nha ti tang we di wa ba sang san ti su tha chi vin a tang di tang a ba la pho bi che phit khu sa la phang na ti man nha ti tăng quê đê hoa bà sang san ti suốt tha chi huynh à tăng đi tăng tỷ kheo giàu được ít không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giàu được chút ít vật thôi hằng luôn biết đủ quý người trọng ân, tỳ kheo chánh mạng nuôi thân chư thiên kính ái, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Nguyên Như xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sao thấy bàn tay của ông lấy đồ nguyên mà đi tay sao không cho bài đi trễ về học trễ giờ cũng được và có cho bài không cũng dân miền mất dạ thì quá giờ thế ngày mai mình ông bài nha dạ dạ chúng con đã dạ vậy ngày mai ông bài ha dạ rồi kính mời bằng tay. Alo. À, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Alo. 1, 2, 3, 4.
Dạ thôi đúng giờ học bài rồi, thôi ngày mai lúc này trả bài nha. Sau buổi này dạ chúng con đã ôn bài số 366 xong rồi, kính mời kính thỉnh đại đức Pháp Tính giảng từ vựng của bài Pháp Cú mới là 387 ngày hôm nay cho chúng con được hiểu rõ. Dạ con kính dâng đức đến sư. Xa thú lành thai. À cái nít ông lấy đò này, cái nít ông lấy đò này hình như là thấy quen lắm nha. Ông lấy đò này không biết lái đi đâu, không biết là phải sư pháp quý hôm nay, không biết là phải có phải là sư pháp quý không, không biết lúc này lái chiếc đò này đi đâu, lái chiếc đò này không biết đi đâu, lái đi lợ. Lái đi đến tìm sư quy niệm kìa. Sư quy niệm kìa. Nếu mà sư đúng là sư Phật quý thì nên lái chiếc đò là tìm sư quy niệm kìa nha. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thâm Mà Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Còn sự thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong rung. Bây giờ thì kính thưa quý vị, qua phần bài bài cũ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Kinh số 367. Như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thiết nghĩa từ vựng. Sabbaso namaru batmin, Sabbaso namaru batmin, Sabbaso namaru batmin. Yassa natthi mamma yitang, yassa natthi mamma yitang, yassa natthi mamma yitang. Asatta chasso chati, asatta chanasso chati, asatta chanasso chati. Save bhikkhu tivuccati, save bhikkhu tivuccati, Save bhikkhu tivuccati. Dạ, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cạn từ Sabbaso, hoàn toàn hay là toàn bộ. Sabbaso, hoàn toàn hay là toàn bộ. Dạ, không biết có vị nào, có vị nào bót phần từ vựng lên dùm hay không. Nếu ai có ở trước máy thì bót dùm Sabbaso. Dạ, xa thú phần từ Biển Đông. Sabbaso, hoàn toàn, tất cả, toàn bộ. Namarubatmin, Namarubatmin có nghĩa là danh và sắc. Danh và sắc hay là thân và tâm. Giác sát có nghĩa là của vị ấy. Giác sát của vị ấy. Giác sát là của vị ấy. Natthi, natthi có nghĩa là không có. Natthi có nghĩa là không có. Hay là không là. Không có hay là không là. Mamma di tăng có nghĩa là đã bị vướng mắc. Mamma di tăng đã bị vướng mắc. Asatta, asatta có nghĩa là không hiện hữu. Asatta, không hiện hữu. Chát có nghĩa là và.
Chá có nghĩa là và, ná có nghĩa là không, ná có nghĩa là không. Sô chá tí, sô chá tí có nghĩa là than khóc. Sô chá tí, than khóc. Xá có nghĩa là vị ấy, xá có nghĩa là vị ấy. Xá có nghĩa là vị ấy. Về, về có nghĩa là quả nhiên hay là thật. Về, quả nhiên hay là thật vậy. Về, quả nhiên hay là thật vậy. Bhikkhu, vị tỷ kheo, vị tỷ kheo hay là vị tỳ khưu. Tí, tí có nghĩa là ý tí, ý tí, ý tí có nghĩa là thật vậy, thật vậy. Quýt cho tí, quýt cho tí là được gọi. Quýt cha tí, được gọi. Đúng rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Rèn Đông mà đã hỗ trợ phần quạt bài lên cho các vị Phật tử tiền bề theo dõi. Sabbaso nama rubatmin yasanati mama yitang asata chanaso cha tí se khuyết tí quýt cha tí, có nghĩa là hoàn toàn đổi danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng trong. Xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm là hãy thỉnh đại đức giảng sư, đó là đại đức Khuyên Niệm, để thuyết giảng nhân sự và ý nghĩa của câu kệ này. Nhà xin trân trọng kính mời Phật tử cảm ơn. Nguyện sa thú sa thú. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Phật tử đã giảng từ vựng bài học số 367 ngày hôm nay của chúng con. Là con kính thỉnh đại đức Duy Nguyễn giảng ý nghĩa và nhân sự bài học câu Phật cú số 367 ngày hôm nay. Giờ con kính thỉnh đại đức Duy Niệm và ông thấy bàn tay của sư, con kính dân đức đến sư. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giả, thành kính lãnh đệ Chư Tôn Đức Tăng. Thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Rồi, quý vị cho xin biết quý vị có nghe rõ âm thanh hay không? Rồi, cảm ơn cô Hồng Vân. Trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng Đấng Chánh Hạnh Giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm và mô phạm của chúng sanh và phúc điều của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, duyên sự của kệ ngôn pháp cuốn này đề cập đến một vị Bà La Môn có tên là Panchak Gata Yaka. Thực ra vị này được gọi như vậy là do bởi cái nguyên nhân là
cái ông Bà La Môn này á, hay cúng dường năm cái trong năm cái trường hợp mà được xem như là thù thắng về thời điểm. Tức là nếu mà ông gặt lúa vừa xong thì ông cũng cúng, lúc ông mang về thì ông cũng cúng trong cái thời điểm đầu tiên. Trong lúc đọc thì ông cũng cúng dường được, ông cũng bố thí được, hoặc là trong lúc vừa bỏ vào nồi để mà nấu ăn thì ông cũng ý bố thí. Và ngay kể cả lúc cùng là cho dù xới cơm ra bát để ăn thì nếu mà gặp ai thì ông cũng có thể bố thí được, chứ không có nghĩ đến cái bản thân mình là phải dùng trước. Do bởi nguyên nhân như vậy thì người ta mới gọi tên ổng là vị đó tên là Panchakadayaka. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn này thấy được cái duyên lành của cái vị Bà La Môn này thì hôm đó ngài mới đi đến Tư Gia nghe nhỏ. Rồi bây giờ quý vị cho sẽ biết quý vị có nghe rõ hơn chưa. Rồi ok, thấy được cái nhân duyên của vị Bà La Môn này, Đức Phật ngài mới đi đến Tư Gia. Ngài đứng ở trước cửa. Thì lúc bây giờ ông Bà La Môn đang dùng cơm thì có cái người hầu cận, tức là người nữ Bà La Môn, tức là người làm thuê ấy. Mới có cái ý nghĩ là cái ý nghĩ quấy, tức là nếu như mà vị cái ông Bà La Môn này mà thấy Đức Phật thì ông sẽ cúng dường cái phần mà ông đang ăn. Như vậy thì cái việc nấu nướng nó sẽ lại làm tiếp tục làm phiền của ta. Cho nên suy nghĩ như vậy, nàng mới có cái ý xấu là đứng dùng cái thân của mình quay cái lưng để mà che cái tầm nhìn, không để cho cái vị Bà La Môn thấy được bậc đạo sư. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn này vẫn đứng yên, ngài vẫn đứng yên, và cái người nữ này á mới nhìn xem, mới len lén nhìn xem coi Đức Phật ngài đã bỏ đi chưa. Nhưng mà Đức Phật ngài 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 vẫn đứng, ngài vẫn đứng yên nơi đó. Và tỏ vẻ là không có, chưa có cái sự rời bỏ, chưa có sự rời bỏ bởi vì thí chủ là ông Bà La Môn ổng chưa hay biết. Lúc đó thì cái sự biểu hiện của ngài đã khiến cho cái cô nữ nhân đó, cô nữ Bà La Môn đó không có dằn được cái tâm của mình và bật cười. Thì vừa lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới mới thị hiện hào quang đến vào trong nhà luôn, vào trong nhà của vị Bà La Môn đang dùng vật thực. Nghe thấy cái tiếng cười của người nữ Bà La Môn cộng thêm cái ánh sáng được chiếu từ hào quang của bậc đạo sư, thì lúc đó cái vị Bà La Môn mới ngẩng người lên. Ở đây đề cập rằng cái nguyên nhân sở dĩ Đức Phật này không có phải là ngài muốn làm phiền, nhưng mà thông thường khi mà đối tượng chúng sanh nào đã đầy đủ những cái cơ duyên để mà thành tựu được cái sự lợi ích, nhất là thánh đạo chứng quả, đúng không? Thì Đức Phật ngài sẽ thực hiện cái công việc đó cho đến cùng, mặc dù có những cái sự cản trở khác. Cho nên ngài vẫn quyết định là đứng đó chừng nào cho vị Bà La Môn thấy hay biết.
Thế rồi sự việc đó thì ông Bà La Môn cũng đã quở trách cái người nữ nhân hầu cận. Và ông mới mới đem cái phần vật thực mà mình đang dùng đó, cúng dường đến bậc đạo sư, và có cái lời tác bạch rằng là kính bạch kính kính thưa Sa môn Gotama, lẽ thường thì con thường hay dâng năm cái loại vật thí trong những cái thời điểm thù thắng, nhưng mà hôm nay thì cái phần cơm này á, tuy con đã dùng rồi nhưng mà nó cũng thuộc về cái phần tịnh phẩm, bằng cái ăn mới có một góc thôi, và cúng dường với cái tâm rất là trong sạch, cho nên xin ngài hãy từ bi thọ nhận. Thì lúc bây giờ bậc đạo sư ngài mới nói rằng là này Bà La Môn, ta không cần những cái loại vật thực ấy, không cần những loại vật thực ấy, tức là muốn ám chỉ đến những cái loại mà ở trong những cái thời điểm đầu tiên, nhưng mà trong cái hoàn cảnh này thì cái vị Bà La Môn không có được. Ý ngài nói là những cái loại vật thực vậy, cho nên những cái gì mà ông cúng dường ngay ngay trong lúc này thì này Bà La Môn, Đức Phật ngài mới nói rằng này Bà La Môn, cái phần thù thắng nhất cũng vậy mà thôi, vật thực mà ngươi đã dùng rồi cũng vậy, tất cả đều thích hợp đối với Như Lai, dù chỉ là một bát cơm thừa, vì rằng ta sống nhờ vào vật thực của người khác dâng cúng, cũng y như ngạ quỷ thường sống vào nương nhờ vào phước của người khác hồi hướng. Thế rồi sau khi Đức Thế Tôn ngài đã nói như vậy thì ngài mới nói thêm rằng là vị tỳ khu á, nhờ vào vật thực của người khác nuôi dưỡng, được vắt cơm dù là thù thắng, bậc trung hay là dư thừa thì cũng vậy, vị tỳ khu ấy không nên có cái sự khen chê mà ngon hoặc là dở, mọi người thì mới tán dương vị ấy là vị ẩn sĩ tịch mặc. Khi Dứt Kệ Ngôn lời nói đó thì ông Bà La Môn cũng có cái sự hoan hỷ, cũng khởi lên cái niềm tịnh tính. Lúc bây giờ thì vị ấy mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: kính thưa Sa môn Gotama, ngài gọi đệ tử mình là tỳ khu như vậy thì có bao nhiêu nguyên nhân được gọi là vị tỳ khu? Lúc đó Đức Phật ngài mới quán xét cái nhân duyên của vị này ở trong quá khứ, xem coi cái pháp thoại để mà tiếp độ vị này bằng cái loại pháp thoại nào cho nó phù hợp với căn cơ để có cái sự thành tựu. Thì ngài mới thấy rằng vị này tức là hai vợ chồng cái ông Bà La Môn ở trong thời của Đức Phật Kassapa đã từng được nghe các vị chỉ khu tỳ khu giảng giải về danh pháp và sắc pháp, cho nên Đức Phật ngài quyết định nói về đề tài này đến hai vị. Quán xét xong thì Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng: này Bà La Môn, người vô dục vọng không dính mắc trong danh sách được gọi là tỳ khu. Ngài chỉ trả lời một cách ngắn gọn như vậy thôi. Sau đó ngài mới thuyết lên kệ ngôn mà chúng ta học ngày hôm nay. Hoàn toàn đối danh sách, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ khu. Sau khi nghe xong kệ ngôn đó thì hai vợ chồng ông Bà La Môn thành tựu được quả vị A Na Hán, tức là bậc tam đạo á, dứt trừ được dục ái và sân. Rồi đó là phần duyên sự của bài học. Thế thì ở đây chúng ta học được những điểm nào để có được cái sự lợi ích ở trong phần duyên sự này? Đây, trong phần duyên sự này có nhiều điểm cũng rất là hay. Đầu tiên, quý vị nên chú ý rằng cái vị Bà La Môn này có một cái pháp có một cái pháp từ nơi bản thân mình, tức là cúng dường luôn luôn sẵn tâm
để mà xả bỏ bố thí cúng dường ở trong những cái thời điểm được xem như là đầu tiên, chưa có dành đến cái mà không có nghĩ đến cái tự ngã của mình, thọ dục trước, nhưng mà luôn sẵn lòng bố thí. Đó là một cái điểm thật sự rất là khó tìm, rất là khó tìm. Bởi vì trên thực tế hiện nay á, mình suy xét từ cái bối cảnh mà trong thời điểm bây giờ đó, thông thường mình kiếm một con người mà luôn luôn đến có cái tâm xả tài bố thí cúng dường, cái đó nó cũng là một chuyện khó rồi. Huống hồ gì nói đến cái khía cạnh thù thắng hơn nữa, tức là người ta luôn có tâm sẵn lòng để mà xả ly, nhưng mà lại cho những cái vật được xem như là tốt đẹp nhất ở trong những thời điểm rất là quan trọng, mà không nghĩ đến cái bản thân của chính mình và gia đình. À, đây là một cái chuyện nó còn khó làm hơn. Đây là một chuyện nó còn khó làm hơn nữa luôn quý vị. Và sở dĩ ở trong cuộc đời này, chúng ta tất cả chúng sanh có cái sự khác biệt về phước vật, phước đức và phước trí, là do bởi nguyên nhân những cái việc thiện công đức của mỗi người tạo, nó đều có sự sai biệt. Và chính sự sai biệt này, thưa quý vị, nó tạo nên cái đời sống. Tại sao trong cuộc đời này, khi mà có những đối tượng được người khác, người ta luôn luôn sẵn lòng nghĩ đến để mà chia sẻ với những cái vật thực tốt nhất, hoặc là những vật dụng tốt nhất ở trong cái đời sống. Và tại sao lại có những chúng sanh mà khi mà dù là mình xin hoặc là được người khác, người ta ban bố, người ta cho, thì luôn cho những cái vật bậc trung mà thôi, chứ người ta không có nghĩ đến cái vật là phải cho con người này cái vật tốt nhất. À, và ngược lại, vì sao ở trong cuộc đời này con người luôn nhận được cái sự bố thí cúng dường, hoặc là người khác người ta đem biếu tặng những cái vật hạ liệt, không có đáng, không có đáng. Và thậm chí có những trường hợp, có những người bị một cái quả nghiệp, đó chính là rất là khó để mà làm cho người khác khởi lên cái sự ban bố hoặc là chia sẻ, mặc dù mình có đến, mình có van này kêu xin lạy lục. Điều này tại sao lại như vậy? Đó là do nhân duyên của những cái thiện pháp mà mình đã tích tụ ở trong quá khứ. Cho nên đối với những trường hợp bố thí, nếu mà một người Phật tử khi mà đã có được cái niềm tin đối với thiện pháp, thì chúng ta khôn khéo thực hiện cái thiện pháp đó bằng tất cả những cái yếu tố tốt đẹp nhất. Nếu như mình muốn hưởng được cái kết quả nó được an lạc trong những cái thời điểm mà mình còn sanh tử luân hồi, mình cần phải nương vô cái hành trang, thì lúc bây giờ mình cần phải làm cho thiện pháp đó nó có được những cái tính chất mà vượt trội nhất ở trong thiện sự công đức. Đây là một chuyện mà chúng ta có thể học được từ cái ý nghĩa, từ cái pháp tánh của cái vị Bà La Môn này. Đây là một chuyện cũng rất là khó làm đó, thưa quý vị, rất là khó làm. Bởi vì mình dứt bỏ được cái sự bỏng sẻn của bản thân mình, đó là một chuyện khó rồi. Mà dứt bỏ được sự bổn sẻn rồi, xong rồi mình khởi tâm lên bố thí, mà bố thí những cái vật mà tốt đẹp nhất, mặc dù mình không có nghĩ đến mình phải xài những vật tốt nhất trong những thời điểm quan trọng, hoặc là người khác người ta đang có cái sự cần thiết, mình luôn sẵn sàng chia sẻ, thì những cái khía cạnh của sự bố thí đó, nó thật sự nó làm cho pháp đó nó rất là vượt trội, nó rất là thù thắng, nó rất là thù thắng. Rồi, đó là điểm thứ nhất.
Chuyện thứ hai, sư nhớ được có một cái điểm như thế này, ở bên người Miến Điện người ta cũng có một cái nếp sinh hoạt rất là hay. Tuy cái hành động đó nó không có trên cái bề nổi á, mình thấy nó không lớn lao gì, nhưng mà người ta biết cách khéo vận dụng pháp vào trong cái cuộc sống. Quý vị biết rằng lúc nhập hạ ở trường thiền Suy Minh á, thì ở bên Miến hay có một cái nếp sinh hoạt như thế này. Ở mỗi trú xứ thì chư tăng sẽ có một cái lãnh vực để mà đi bát khất thực riêng, để cho giống như là chư tăng chia ra để cho không có tạo cái sự gánh nặng cho những người cư sĩ. Chư tăng ở chùa khác thì có một cái khu vực riêng để mà đi bát khất thực. Còn cho nên trong cái khoảng thời gian nhập hạ ở đó thì đôi khi sư cũng rất là thắc mắc, ủa sao cái đường mà đi bát khất thực của chư tăng ở chùa Thammasutta chỉ có là cứ con đường nó đi hoài mà không có mình không có đi con đường khác. Thì sau này được nghe thì mới biết là như vậy, mới biết cái nguyên nhân tại sao lại như vậy, phân chia ra để cho cái sự đặt bát cúng dường của những người dân ở trong làng nó được phù hợp, không có dồn cục ức ở một điểm nào quá. Thì trong khoảng thời gian đó sư có để ý đến một nhân vật ở trong cái lộ trình đi bát suốt 3 tháng. Đó là một ông cụ già, và một người cháu gái luôn đứng kế bên của ông cụ già để mà đỡ. Ông cụ thì ông cầm cái tô cơm, người cháu cầm cái dù, rồi đứng đỡ và tay cũng nâng phụ cái thố cơm giùm cho ông cụ già. Trong những cái ngày nắng ráo thưa quý vị, thì chuyện đó nó bình thường thôi. Bởi vì bên xứ đó phải nói rằng chư tăng đi bát ra ngoài, Phật tử người ta sinh hoạt riết quen cái nếp bố thí, cho nên cứ tới giờ là người ta đứng ngoài đường người ta chờ. Nhưng mà kể cả trong cái thời điểm mà mưa gió, có những ngày mưa gió thì buổi sáng đó, mưa lớn quá thì chư tăng phải nán thời gian lại. Nhưng mà khi mà nó hơi tạnh tạnh chút hoặc là nó không có chấm dứt thì lúc bấy giờ cái vị trưởng lão cùng nhập hạ trú xứ đó cũng vẫn, vị đó hình như năm đó sư nhớ là vị đó cũng lớn tuổi, trên 80 tuổi, nhưng mà trời mưa vẫn ôm bát khất thực cùng với chư tăng. Và sư đã có cái nhân duyên được trao đổi nói chuyện với ngài, bởi vì ngài cũng có cái sự để ý, do bởi trong 3 tháng hạ sư có được cái biện luật sư ở đó ngài cho phép để chư tăng nước ngoài, vị nào có khả năng thì sẽ tụng giới bổn ba tiếng mốc khá ở trong hội chúng. Cho nên trong cái lần nhập hạ đó thì cái ngài trưởng lão nó rất là ngạc nhiên, và ngài đã từng có nói chuyện với sư riêng. Ngài không có biết tiếng Anh, nhưng mà ngài nhờ cái vị luật sư trẻ đó, thì đó nói trẻ chứ cũng 17, 18 hạ, tức là ba mấy gần 40 tuổi, thì đó thông dịch, ngài nói tiếng Miến, ngài hỏi sư ở chùa Việt Nam tình hình chư tăng như thế nào vân vân vân, thì sư đã có dịp nói chuyện với ngài. Quả thật thưa quý vị, bên đó có những còn sót lại những vị là quả là những vị trưởng lão, không chỉ về pháp học, kể cả pháp hành và kể cả cái sự làm gương mẫu mực. Trời mưa vẫn kêu chư tăng ra ngoài đứng đi bác. Và trong cái thời điểm đó thì sư nhớ hồi nãy sư nói có cái ông cụ già với đứa cháu gái. Sau này á, kể cả sư thấy rằng mấy ngày mưa thì ông cụ già đó ông vẫn ra đứng thôi quý vị. Ồ,
Và ổng bê tô cơm, đứng người cháu gái cầm dù che, mà tô cơm đó vẫn sáng sớm mà vẫn còn nóng, bốc khói à, trong mưa gió. Thì ở đó sư cũng có hỏi thăm một vài những vị là chư tăng người Miến địa phương mà biết tiếng Anh nói chuyện, thì lúc bây giờ sư mới biết thêm được một điều. Người Miến Điện Phật tử phần đông người ta có một cái nếp là buổi sáng người ta nấu cơm, người ta chưa có ăn liền. Người ta chưa có ăn liền thưa quý vị ơi, đã chưa có ăn liền đâu. Bên đó thời điểm 2010 chưa có được mở cửa, cho nên nói chung là cuộc sống người dân cũng rất là khó khăn. Đa số người ta tự nấu cơm ở nhà để mà ăn sáng, xong rồi người ta đi làm thôi, chứ người ta không phải như mình là Việt Nam là sọt quá trời kêu cơm tấm bì chả rồi xong rồi phở bò giò heo hay là gì không có. Bên đó nấu cơm rồi xong rồi nấu ít đồ ăn bỏ vô ăn. Thì sư mới biết được rằng người ta mới có một cái tục lệ, một cái thói quen thực hành về cái pháp là khi chưa cúng dường đến chư tăng trong ngày sáng, buổi sáng hôm đó thì trong nhà chưa có ai ăn cơm. À, có cái chuyện đó nha thưa quý vị. Bởi vì hôm nay chúng ta gặp cái trường hợp của cái ông này nè, nó cũng phù hợp với cái chuyện nào đó sư nhớ thời gian bên đó. Điều đó nghe xong sư cũng giật mình. Giật mình có nghĩa là mình kinh cảm đối với cái sự, với cái sự thông hiểu, với sự thông hiểu và thực hành của những người Phật tử ở những nước quốc gia. Người ta đem những cái pháp thực hành vào trong cái cuộc sống của người ta, đã làm chuyện đó được thưa quý vị. Đó, đó là cái điều tốt đẹp. Nhờ vậy mà nó có quả báo to lớn thưa quý vị. Nhờ vậy có quả báo to lớn. Rồi, cái đó nãy là mình nói về cái mặt tích cực là thiện pháp của cái ông Bà La Môn này. Bây giờ mình nói đến cái ác pháp. Ác pháp của cái cô nữ Bà La Môn này. Nãy nói thiện nhưng mình nói cái ác. Chúng ta nên tập một cái thói quen như thế này. Nếu như mà mình đã không có khả năng để mà bố thí cúng dường, khả năng để mà bố thí cúng dường, hoặc là trong thời điểm đó mình không có đủ những cái điều kiện, những cái điều kiện để mà làm phước, nhưng mà ngược lại người khác người ta có đủ điều, thì mình nên có cái sự tùy hỷ đối với cái thiện pháp và tạo điều kiện thuận lợi để cho người ta làm thiện, chứ mình đừng có cản trở. Tức là mình đã không cúng rồi thì thôi, chứ mình đừng có gây cái sự trở ngại đến cho thiện pháp của người khác. Điều này thưa quý vị, sư có một vài những cái kinh nghiệm từ bản thân như thế này. Thông thường á, ở trong cái đời sống của sự liên hệ của những người thiện nam tín nữ và chư tăng á, dĩ nhiên ngoài cái mặt tốt ra, ngoài cái mặt tốt nó tạo nên niềm tin nè, sự tịnh tính nè, trong sạch nè, rồi sự hoan hỷ, sự thân thiện và cái cảm tình đối với nhau. Nhưng mà ngược lại bên đó nó cũng có cái sự bất mãn à. Nó cũng có những trường hợp có cái sự bất mãn, thậm chí dẫn đến mất niềm tin, không còn tính đối với một vài những cá nhân nào nữa à. Rồi từ đó nếu như mà không biết kiềm chế rồi nó lan ra cái phạm vi rộng hơn. Và cuối cùng nghiêm trọng nhất đó chính là từ bỏ mất niềm tin đối với Phật Pháp Tăng luôn. Giờ tôi không có còn tin ai nữa, giờ ông sư nào cũng vậy, chư tăng nào tôi thấy giờ cũng vậy chẳng hạn, vân vân.
Thì đó, đây là một cái, đây là một điều phải nói rằng là nó cũng là bất lợi và đáng buồn. Trong những trường hợp như vậy á, dĩ nhiên nó cũng khởi lên từ những cái nguyên nhân, chứ không phải là hoàn toàn một cách vô cớ mà những người Phật tử người ta lại bị như vậy. Ở đây chúng ta nên hiểu một vấn đề là dĩ nhiên điều đó là điều không nên, bởi vì khi mà một người Phật tử mà đã hiểu được như thế nào là ân đức Phật Pháp Tăng thì sẽ không vì một vài những cái chuyện riêng biệt của cá nhân một ai đó mà làm ảnh hưởng niềm tin của mình đối với tập thể chúng ta. Nhưng mà trên thực tế chúng ta chưa có đủ cái năng lực tâm để mà tự nhắc nhở mình như thế đó mọi lúc mọi nơi, thưa quý vị. Nó khó là nó khó ở cái chỗ đó, đó. Nó chết là nó chết mình ở chỗ đó, đó. Cho nên trong những trường hợp như vậy, kể cả những người thân của sư trong gia đình cũng đã từng bị chứ không phải là không. Hồi nãy sư có nói với quý vị là sư sẽ, sư có một cái kinh nghiệm từ cái bản thân mình, tức là trong chính cuộc đời của mình. Thì trong những trường hợp như vậy, thưa quý vị, nó xảy ra từ những cái nguyên nhân là do thấy cũng có nè, rồi do nghe nói đầy hai lỗ tai cũng có nè, rồi do bàn tán, rồi đưa lên mạng, rồi do coi như là Phật tử xôn xao, rồi dư luận ồn ào, đủ thứ chuyện. Thì từ sự việc như vậy, ở trong nhà sư á, cái người cô của sư á, có một cái cách xử lý cũng rất là hay và cũng phù hợp với cái suy nghĩ của sư. Tuy cô không có hỏi sư, nhưng mà sư thấy cái cách xử sự như vậy đúng là cái thái độ của một người Phật tử dẫn dắt cho những người thân của mình, quyến thuộc của mình đặt cái niềm tin đúng vào cái đối tượng là tăng chúng chứ không phải là cá nhân. Ở những trường hợp như vậy thì khi sau này những người trong gia đình mình có vẫn khởi tâm bố thí cúng dường đến một vài những nơi mà những nơi đó người cô của sư và bản thân sư biết chắc là có tỳ của vết, biết chắc là có những cái xôn xao dư luận, nhưng mà cũng không có vì đó mà mình kể tội cho những người thân của mình nghe. Không có vì đó mà mình ngồi mình nói là ôi đừng có cúng ông sư đó nha, ông sư đó là tôi nghe nói như thế này như thế kia đầy hai lỗ nhà, rồi cái chùa đó hôm bữa tôi thấy cái bà đó rồi đi ra đi vô rồi bản la ó sùm, nói chung là không bao giờ bàn đến những cái điều đó cho những người thân của mình mà không hay biết. Bởi vì tại sao? Ở đây không có nghĩa là mình che giấu, thưa quý vị, bởi vì mình thừa biết rằng những người á mà cái sự tu tập chưa có được thân cận nhiều đối với Tam Bảo thì cái lòng tin của họ rất là yếu, lòng tin của họ yếu lắm, nó cần có cái sự nâng đỡ. Mà nếu như bây giờ mà mình, nếu mà bây giờ mà vô tình để cho những cái chuyện này nó lọt vào tai họ thì có thể là những người thân đó có thể sẽ đi quá xa vấn đề. Cho nên chính vì thế mà trong những trường hợp mình xử lý mình không nên, và mình vẫn hãy để cho những đối tượng mà người ta có cái niềm tin còn đang được dẫn dắt đó, người ta từ từ bước, người ta trưởng thành hơn. Và sau này khi đã trưởng thành vững chắc rồi thì người ta sẽ tự biết cách xử lý trong những trường hợp gặp phải những cái vấn đề coi như là không có mong muốn như vậy. Cho nên vì thế đây là một cái chuyện mà mình không có nên, tức là vì cái bản thân mình không có nên, vì cái bản thân mình đã không có làm phước, mình đã không có hùng hạp,
thì rồi thì thôi, mà còn vì cái nguyên nhân gì đó, vì cái nguyên nhân gì đó rồi cản trở người khác, cản trở người khác làm thiện thì chuyện đó là chuyện không tốt. Nếu như mà cản trở á, những đối tượng á, đó đó là những đối tượng ác giới cũng mang nghiệp chứ không phải là không đâu thưa quý vị. Mình cản trở với cái nội tâm coi như là không có hoan hỷ, bực giận, sân giận, ghét ông đó, bởi vì ông bị nói này nói kia. Thật ra đừng có nghĩ như vậy là không mang nghiệp, vẫn mang nghiệp chứ không phải là không. Huống hồ gì nếu mà mình không có may mắn, mình cản trở nhằm ngay những người mà người ta đang bị vu khống mà mình tin lầm theo, và những bậc đó là những bậc trong sạch chẳng hạn, thì lúc đó là coi như là tiêu đời, nó tiêu đời mình luôn thôi. Cho nên cả hai trường hợp chúng ta đều thấy nó đều bất lợi, nó đều bất lợi hết. Dù cái đối tượng đó là gì đi nữa, dù đối tượng đó có là gì đi nữa, thì mình cũng đừng có nên có cái sự cản trở người khác, người ta lập phước. Dù chỉ là một người ác giới, người ta bố thí đến, người ta cũng có công đức mà. Loài thú cũng vậy. Đó, đây là việc thứ hai mà mình nên tránh trong trường hợp của cái cô Bà La Môn này. Cô này thì cổ xui xẻo rồi, cô này cổ gặp ai chứ mà cổ gặp Đức Phật, mà cổ gặp vị vô lậu, mà vị chánh đẳng chánh giác, mà cổ làm như vậy thì coi như là cổ không may mắn rồi. Rồi thôi bây giờ phần còn lại hôm nay sư sẽ nói về thẳng vào câu kệ ngôn đi, nếu mà mở thêm một vài những cái yếu tố ở nó còn nhiều yếu tố hay lắm thưa quý vị, nhưng mà không đủ thời gian đâu, bởi vì sư thấy rằng hôm nay cái câu kệ ngôn này nó cũng rất là hay, cho nên sư sẽ dành thời gian mà sư bỏ ra những cái phần nó không có quan trọng để lấy thời gian nói về cái câu kệ ngôn này. Câu ngôn này quan trọng ở đây, Đức Phật ngài quán xét nhân duyên. Quý vị cho sư hỏi thăm quý vị có còn nghe hay không? Sư thấy màn hình nó đơ. Alo. Rồi, sư cảm ơn quý vị. Ở đây Đức Phật ngài quán, sau khi ngài đã quán xét được cái duyên lành của cái vị này phù hợp với cái pháp nào để thành tựu được cái bến giác, thì ngài mới nhận thấy cái ông này hồi xưa trong quá khứ đã từng nghe chư tăng nói về danh pháp và sắc pháp. Danh pháp và sắc pháp. Cho nên ngài trả lời đối với vị này, để trở thành một vị tỳ khu, cái yếu tố là vị đó không có chấp trước, không có bị dính mắc vào danh và sắc. Điều này cũng là một điều rất là đáng để mình phải lưu ý, tức là tùy theo căn cơ để mà trả lời. Có những trường hợp Đức Thế Tôn ngài nói đến như thế nào là một vị tỳ khu theo một tình huống khác, bằng những pháp khác. Nhưng mà ở đây Đức Phật này nói là những yếu tố để trở thành được gọi là một vị tỳ khu là người đó không chấp trước của danh và sắc. Và sau khi nghe như vậy thì vị đó hiểu và thành tựu được quả vị A-na-hàm. Có một chuyện mà mình một số những người mới bắt đầu tu tập thưa quý vị ưa bị vướng vào cái loại bệnh ưa bị vướng vào cái loại bệnh đó chính là lầm tưởng là cái tuệ danh sắc của mình thấy như vậy rồi tạo ra một cái cách cư xử nó không có phù hợp đối với cuộc sống. Bởi vì sư nhìn thấy cái điểm này rất là nhiều. Ở Việt Nam không ít đâu. Ở Việt Nam không ít đâu nha thưa quý vị. Không ít cái loại bệnh này đâu. Bệnh này á, sư dĩ nhiên là không có ai, nó không có chính thức, nó nằm ở trong cái bệnh án chuyên môn của bác sĩ, nhưng mà theo như sư á, sư đặt á, đây là bệnh gọi là bệnh coi như là một cái loại bệnh
một cái loại bệnh coi như là ảo tưởng về cái sự coi như là chứng đạt, ảo tưởng về chứng đạt, lầm tưởng. Vì thưa quý vị, có thể nói rằng hai pháp mà không thể tách lìa được ở trong cái cuộc sống hiện tại của mình, đó chính là danh pháp, sắc pháp và pháp chế định, hay còn gọi là pháp hữu vi chân đế và pháp chế định. Hai pháp này chúng ta không có thể nào mà chúng ta tách lìa bóc lìa ra được. Cho nên á, nếu như mà nói theo một cái cách khác á, của vị thầy thiền sư á, mà sư học á, từng có cái lời, một cái lời giống như khẩu quyết vậy đó, rất là quan trọng. Ngài nói rằng là mấy cái người mà trường hợp mà nói rằng có chứng cái này chứng cái kia, thật ra nhìn trong cái đời sống thì cái cách cư xử, cái cách đối xử với con người và cái cách họ sống, thì chúng ta sẽ biết được người này có trí tuệ, thật sự là trí tuệ hiểu thấy biết danh sắc hay không. Đó là điều thứ nhất ngài nói. Ngài nói thêm cái yếu tố thứ hai là thật ra không thể nào bóc lìa được cái thực tại của pháp chân đế và cái khái niệm. Cho nên cái pháp, cái người mà thấy pháp thực tánh á, danh sắc, danh pháp và sắc pháp, pháp đó chỉ để hiểu mà thôi, chứ pháp đó mình không thể nào mà mình đem vào trong cuộc sống để mà mình áp dụng, mình đối xử với con người, mình không áp dụng được. Mình không áp dụng được cái pháp danh sắc đối với cuộc sống. À, câu này nè mới là cái câu mà có kilo. Câu có kilo. Thật sự là như vậy thưa quý vị. Đó là một cái lãnh vực. Đó là một cái lãnh vực thuộc về trí tuệ để hiểu biết thôi. Và khi hiểu biết được, thật sự chạm mặt được với danh pháp và sắc pháp, thì người đó sẽ biết cách sống như thế nào cho nó phù hợp, cho nó phù hợp và cho nó tốt đẹp theo như cái cương vị của người đó đối với những người xung quanh. Chứ không phải là mình nói là ôi giờ tôi thấy đi đâu tôi cũng thấy danh không à, đi đâu tôi cũng thấy sắc không à, cho nên tôi không có thấy ông sư nào lớn hạ, ông sư nào nhỏ hạ, tôi bỏ qua hết cái sự phân biệt. Nói như vậy là chết rồi, nói như vậy là bệnh rồi, nói như vậy là tiêu rồi. Hoặc là khi mà đã thấy được cái, nói rằng thấy được cái sự danh sắc, cho nên bây giờ không có ai ở đây đó, cho nên mặc sức coi như là có những sở hành một cách vô tội vạ, bởi vì đâu có ai đâu mà phải chấp trước, cho nên tôi muốn làm thì tôi làm chứ, tôi muốn nói gì thì tôi nói chứ chẳng hạn. Thì đó chỉ là mình phải coi lại à, có nghĩa là trước khi mà mình tu á, mình chưa có bị điên. Nhưng mà bây giờ sao mình có những sở hành nó tương đương, hình như nó giống như bị điên quá vậy. Thì cái đó nó thuộc về một loại bệnh. Loại bệnh thưa quý vị, chứ nó không phải là một sự hiểu biết. Bởi vì chúng ta hãy quay trở lại trong những cái tình huống mà Đức Phật Ngài sống cùng với chư tỳ khưu và những bậc thánh. Họ sống rất là an tịnh, họ sống phù hợp, nói chuyện rất là phải lẽ đối với những người cư sĩ, có đầu có đuôi, phù hợp với cuộc sống, đời và đạo. Kể cả ở trong cái bài kinh mà sư cảm thấy cũng hoan hỷ ở cái chỗ là ở bên lớp Buddhathamma chúng ta đang học một cái bài kinh nói đến Đức Trời Đế Thích Sắc Cá. Bài kinh đó thật ra hồi đó sư nghe ngài Hòa Thượng Minh Giác, ngài giảng hay lắm. Ngài giảng về cái cuộc tình của chàng nhạc công Panchasika. Ngài giảng bài đó, sư nghe mê luôn. Ngài Minh Giác ở chùa Pháp Quang, ngài giảng bài đó thôi, quý vị sau này ai mà có băng nghe lại vẫn còn ghiền. Ngài giảng hay lắm, ngài giảng kinh tạng bài đó hay lắm. Thì
Hôm bữa tôi nghe cô Lập Huỳnh đó, cô đọc đến một cái đoạn, cô đọc đến một cái đoạn là Đức Phật ngài ngài thấy Panchasika đang buồn á, đang buồn mới ngồi khảy đàn. Nhưng mà kèm theo những cái lời kệ liên hệ đến Phật Pháp Tăng thì lúc bây giờ Đức Phật ngài mới mới đồng cảm bằng cái cách là ngài hỏi Panchasika rằng là cái lời lẽ của ngươi rất là hay, nghe rất là tao nhã, và nó hay ở chỗ là ngươi có thể tấu được cái tâm trạng của mình và liên hệ những cái lời của mình nó liên hệ đến Phật và Pháp Tăng. Không biết là sư học không không biết là ngươi đã học được những điều này từ đâu mà có thể phối được rất là hòa hợp, rất là thiện xảo. Thì ở đây chúng ta thấy cái cách của một vị giác ngộ đã hiểu rõ về danh sách, người ta có những cái sở hành rất là hòa hợp theo tình huống, chứ không phải trời ơi đức hỏi như 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 mấy người mà người ta nói thôi bây giờ danh pháp sắc pháp mà giờ muốn làm gì thì làm, những chuyện đó chúng ta phải coi lại, chúng ta phải coi lại. Rồi đó, cho nên có thể nói rằng đây là một pháp thuộc về thực tại, rất là khó để mà chúng ta có thể chạm mặt đến được, và phải trải qua một cái quá trình tu tập theo cái sự hướng dẫn của những vị thầy có những kinh nghiệm đi trước để dìu dắt. Nếu như bằng không thì chúng ta có thể bị rơi vào trong một số những cái chứng bệnh. Chứng bệnh này không được gỡ ra, không được giúp đó, thưa quý vị. Có thể rất nguy hiểm đến cái con đường tâm linh, phát triển tâm linh của chính mình. Đó, đây là cái điều mà sư muốn nói đến. Cho nên Đức Phật ở trong trường hợp này, ngài đã thấy được cái nhân duyên của hai vợ la môn này từng nghe và hiểu biết về danh pháp và sắc pháp, cho nên ngài nói để trở thành yếu tố được gọi là một vị tỳ khưu, đó là người không có sự chấp trước và dính mắc đối với danh sắc. Sau khi nghe xong, hai vợ chồng này thành tựu quả vị A La Hán ngay tại chỗ. Đó là cái phần ý nghĩa mà bài học chúng ta học ở trong ngày hôm nay đó, thưa quý vị. Sư thấy rồi, bây giờ phần còn lại thì sư mời cô Thẩm Vân hãy lên hồi hướng công đức của buổi học ngày hôm nay đi, để quý Phật tử còn có thể tham dự lớp học ở bên Buddha Dhamma. Nam mô Buddha Dạ. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức duy niệm đã giảng bài Phật cuốn số 386 Mỹ. Ngày hôm nay cho chúng con nghe được hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, con kính thỉnh thôi đại đức duy niệm chúc phúc cho con sư Minh Hạnh qua đi bị rất phúc rồi, và kính dân quốc đứng sư. Sittiya chanagatha sittamathu 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 idang phatlang etasmin ratanatayasmin sampatsa danache takso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Vâng, sa thú chúng con kính tri ân đại đức duy niệm đại đức Phật tính cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì thế giới ôn bài và học pháp. Giờ này chúng con